Tại sao netizen Trung Quốc cầm sách cầm bút đổ xô học tiếng Việt thời gian gần đây? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề "Tiếng Việt khó học quá, 6 thanh làm tôi ngất xỉu mất". Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Chồng tôi đã ở với tôi được 4 năm và anh ấy chỉ nói được từ vợ. Sẽ không khó để học, bạn có thể đến một nơi chỉ nói tiếng Việt trong 2 tháng. Tôi mới chỉ tiếp xúc với người Việt Nam được 2 tháng. Nơi tôi làm việc trước đây, tất cả các chàng trai gần tôi đều đến từ Việt Nam, nhưng họ không nói chuyện với tôi nhiều và về cơ bản thì họ làm việc rất hiệu quả. Người Choang học tiếng Việt rất dễ dàng và ngữ pháp cũng giống như phương ngữ của người Choang. Hãy học phương ngữ và nói chuyện nhiều hơn với người dân địa phương. Anh chàng đẹp trai, bạn không cần phải viết như thế này. Muốn học tiếng Việt thì chỉ cần hòa đồng với người Việt và chung sống với nhau là bạn sẽ học rất nhanh. Tôi nói cho bạn biết, bạn có học như vậy cũng vô ích. Nếu bạn muốn học nó, bạn sẽ phải mất rất nhiều thời gian để học. Muốn học nhanh thì chỉ cần sống chung với người Việt và nói tiếng Việt hàng ngày là bạn sẽ học nhanh. Tôi đồng ý, tôi gặp một người bạn Việt Nam đã kết hôn trên mạng. Anh ấy chưa bao giờ hiểu tiếng Trung hoặc viết chữ Trung Quốc. Trong khoảng 1 năm, anh ấy đã thông thạo tiếng phổ thông, tiếng địa phương và ký tự Trung Quốc. Tôi bắt đầu học bằng cách mua rau ở chợ Việt Nam, giống tiếng Quảng Đông 9 âm và 6 âm. Học tiếng Việt dễ dàng, chữ Hán mới là khó nhớ. Học đọc tiếng Việt và nhớ từ thì dễ hơn. Thì đó, vì vậy, học chữ Trung Quốc rất khó khăn. Chữ tiếng Việt thực sự rất khó học. Dù tôi có ngốc đến đâu thì tôi cũng đã lấy chồng được gần 9 năm, trong đó có 7 năm ở Việt Nam. Mặc dù tôi không thể nói được vài từ tiếng Việt, tôi sẽ dạy bạn nói tiếng Việt. Không khó để tiếp tục học đâu bạn. Nó thực sự rất khó học. Tôi thậm chí còn muốn làm việc ở Việt Nam, chủ yếu là vì tôi muốn có một môi trường học tiếng tốt. Bạn chỉ học được như vậy thôi sao? Có vẻ giống như tiếng Quảng Đông có 6 thanh hoặc 8 thanh, nó dễ như một món ăn kèm. Sau khi hòa nhập vào khu vực địa phương được 3 tháng, bạn có thể giao tiếp dễ dàng. Không phải bạn ngốc mà tiếng Việt thực sự khó đó. Nhưng ngữ pháp tiếng Việt rất đơn giản. Tiếng Trung khó học hơn ý. Tiếng Việt đơn giản và rõ ràng. Các nước châu Á gần như giống nhau. Tôi có thể nói được gần như 8 thứ tiếng. Tiếng Việt không khó lắm, nếu bạn muốn học thì có thể theo dõi Yahoo. Nếu bạn không học tiếng Đức, bạn sẽ không biết mọi người phát điên như thế nào. Tiếng Việt không khó. Bạn có biết tiếng Trung rất khó không? Tiếng Việt không khó, người Choang học rất nhanh. Nhiều người Choang không còn nói tiếng Choang nữa. Chỉ vì bạn không nói không có nghĩa là tôi sẽ không nói. Làm thế nào bạn có thể kết nối với lịch sử và văn hóa của mình mà không cần học tiếng Trung? Bây giờ tôi đang học tiếng Trung. Sống ở Việt Nam 2 năm mà không học được một từ nào, ôi thật khó khăn. Bạn gái tôi là người Việt Nam. Cô ấy nói tiếng Trung rất tốt và có thể đọc được kinh ca. Bạn nói rằng Chúa không có phép thuật, tôi có thể nhận ra các ký tự Trung Quốc nhưng tôi không thể viết chúng. Tiếng Việt dễ quá. Tôi dạy tiếng Việt ở đây không hề dễ dàng khi chúng ta học tiếng Trung đâu. Nếu bạn nói được tiếng Quảng Đông thì việc học sẽ dễ dàng hơn. Tôi dạy bạn tiếng Việt và bạn dạy tôi tiếng Trung. Điều này hữu ích ngay cả trong học tiếng Nhật. Chỉ có chăm chỉ mới đạt được kết quả thực sự. Hãy dành thời gian của bạn, nó không khó đâu. Lúc đầu hơi khó học, bạn cứ từ từ nhé, khi học đúng sẽ trở nên dễ dàng thôi, cố lên. Tôi nghĩ việc học chữ Hán còn khó hơn học tiếng Việt. Tiếng Việt là ngoại ngữ dễ học nhất đối với người Trung Quốc, vì tỷ lệ từ tiếng Trung trong tiếng Việt cao tới 50% đến 60%. Tất nhiên, nếu bạn nghĩ mình sẽ học được nó trong 2 hoặc 3 tháng thì đó chỉ là mơ tưởng. Hãy dành thời gian của bạn và bạn sẽ làm điều tương tự sau này. Học tiếng Trung cũng dễ dàng. Bạn có thể nói tiếng Trung Quốc không nhất thiết có nghĩa là bạn có thể viết. Tôi nghĩ rất đơn giản để bắt đầu. Hãy học ngôn ngữ nói trước và sau đó là học ngôn ngữ viết. Học chữ sau. Tôi đã xem video của bạn trên TikTok. Tiếng Trung khó quá, tôi học đến phát điên đây. Các ký tự rất đơn giản, tất cả đều là bính âm. Khó phát âm. Tôi có một cái lưỡi to và nó dễ bị thắt nút. Hãy chảy nước miếng với gái Việt, bạn sẽ tiến bộ nhanh thôi. Nếu tính các thanh nhẹ thì tiếng Việt chỉ có 6 thanh, tiếng Trung có 5 thanh. Nếu bạn học cách chửi rủa, bạn sẽ có thể nói được. Viết nhiều trên giấy cũng vô ích, tại sao không dành thời gian ra ngoài giao tiếp với người Việt, bạn sẽ nói chuyện tốt hơn. Bạn chưa làm việc đủ chăm chỉ. 2024 rồi mà vẫn còn người quan tâm đến Việt Nam sao? Bạn có thể thay đổi quốc tịch địa phương của mình. Bạn phải học nó ngay cả khi bạn không muốn. Bính âm tiếng Việt khó hơn tiếng Trung chỉ có 4 thanh, trong khi tiếng Việt có 6 thanh. Tiếng Việt thực sự khó học. Người học được đều là những người có tài ngoại ngữ, một số là con rể Việt Nam.
không nhất thiết phải là con rể mới học được. Quả thực là khá khó khăn. Họ có 6 dấu nói và chúng tôi có 4 dấu. Tiếng Việt không khó học, nhưng có hai âm khó phát âm nhưng bạn vẫn có thể khắc phục được. Nếu cố gắng một chút, chủ ngữ, vị ngữ và tân ngữ của tiếng Việt đều giống như tiếng Trung của chúng ta. Tôi đã học được nó sau 2 năm học tiếng Việt, tôi đã có chút kinh nghiệm và cảm thấy nó dễ hơn tiếng Anh rất nhiều. Dễ học hơn tiếng Anh. Tôi nghĩ nó rất dễ, chỉ là tôi không thể nhớ được thôi. Đối với hầu hết người Quảng Tây, giọng điệu của họ thực sự rất đơn giản. Người ta kể rằng có một cô gái ở Việt Nam đã làm việc ở Phúc Kiến được 8 năm và có thể hiểu được cả tiếng Trung và tiếng Tứ Xuyên. Tiếng Trung khó học hơn và khó viết. Tiếng Việt khó phát âm. Tại sao tất cả chúng đều có âm thanh giống nhau? Tại sao nó lại khác với những gì bạn bè ở miền Nam Việt Nam đã dạy tôi? Vì giọng miền Nam khác với tiếng phổ thông Việt Nam. Có ai học tiếng Việt cùng tôi không? Cách phát âm của tôi thật chán. Có phải giọng miền Nam không? Bạn có thể giới thiệu cho tôi một phiên dịch viên ở Hà Nội được không? Nó giống tiếng Quảng Đông của chúng tôi. Đi đầu, chúng tôi gọi nó là Bianzu, đồng ý là nó giống hệt. Các bạn Trung Quốc, chúng ta có thể kết bạn được không? Nếu bạn là con gái, ta có thể hẹn hò cà phê. Nó ngược lại với tiếng Trung, anh ấy lại đặt cái này ở phía sau như thế nào? Việt Nam ở đâu? Phía Đông hay phía Nam nước ta? Người Quảng Tây thật là hiếu học. Việt Nam gần Quảng Tây, có nhiều người Việt nói được tiếng Choang. Ở Việt Nam cũng có nhiều người Choang. Tôi đã học tiếng Việt và trò chuyện với người Việt nhưng người Việt lại không hiểu tôi. Tôi không hiểu người Việt nói gì. Tốt nhất tôi nên học tiếng Trung trước rồi học tiếng Việt. Những giấy tờ cần thiết sang đó. 1. Hộ chiếu hợp lệ của bạn. 2. Thị thực làm việc hợp lệ trên 6 tháng. 3. Giấy chứng nhận làm việc hoặc lời mời kinh doanh của bạn. 4. Bạn phải đích thân nộp đơn. Mình nghiên cứu bảng bính âm tiếng Việt, nhìn thấy chữ Việt chắc mình đã biết cách phát âm. Nhưng tôi không hiểu hết ý nghĩa của nó nên chỉ nhớ được vài từ đơn giản. Thật lạ là tôi có thể hiểu được người khác khi họ nói tốt. Âm khờ không thể phát âm được, nó giống như ca và hát. Bạn có thể hiểu nó là âm thanh phát ra khi khạc nhổ. Nó gần giống với phương ngữ miền Nam, nhưng hơi khác so với tiếng phổ thông. Một số từ nhất thiết liên quan đến tiếng quan thoại. Trên thực tế, có nhiều cách phát âm trong tiếng Việt rất giống với cách phát âm trong tiếng Quảng Đông của chúng ta. Chữ tiếng Việt có thanh điệu không? Tiếng Việt có 6 thanh, nhiều hơn tiếng Hán 2 thanh. Ít hơn 2 so với tiếng Quảng Đông và nhiều hơn 4 so với tiếng Nhật. Tôi không biết các bạn thành thạo tiếng Trung đến mức nào. Tôi đang học văn bản bính âm tiếng Trung và tôi muốn biết cách đánh vần nó bằng tiếng Việt. Bạn có sẵn sàng thảo luận về nó cùng nhau không? Bản thân chữ Việt có thanh điệu không? Nếu bạn là người Trung Quốc và làm việc tại Việt Nam, bạn có thể học tiếng Việt với giáo viên. Bây giờ tôi đang ở Trung Quốc. Bạn có dự định phát triển ở đó không? Ở biên giới có học trực tiếp tại chỗ không? Việt Nam trước đây sử dụng chữ Hán nhưng chữ viết đã bị thay đổi sau khi người Pháp đến. Có học chữ Hán, nhưng nó làm cho việc học của người Việt trở nên khó khăn hơn và có ít người mù chữ hơn. Làm đẹp, một số từ tiếng Việt có âm đồng âm với tiếng Hán. Bạn thật tuyệt vời. Kết luận về suy nghĩ của netizen Trung Quốc về Việt Nam qua các bình luận. Nhiều người Trung Quốc nhận xét rằng tiếng Việt khá khó học, đặc biệt là vì thanh điệu. Tuy nhiên, một số cho rằng ngữ pháp tiếng Việt khá đơn giản và dễ tiếp cận đối với người học có nền tảng tiếng Trung, do hai ngôn ngữ có nhiều điểm tương đồng. Một số netizen bày tỏ sự hào hứng với việc học tiếng Việt để hòa nhập với người Việt, làm việc tại Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt. Điều này cho thấy sự quan tâm lớn đến văn hóa và con người Việt Nam. Họ khuyến khích hòa nhập vào môi trường Việt Nam, giao tiếp trực tiếp và sống cùng người Việt để cải thiện nhanh chóng. Nhiều người tin rằng việc học nói trước khi học viết là hiệu quả nhất. Tiếng Việt được cho là dễ học hơn tiếng Trung do ngữ pháp đơn giản. Tuy nhiên, thanh điệu và phát âm là rào cản lớn đối với người mới học. Netizen Trung Quốc nhận xét người Việt Nam làm việc rất chăm chỉ và hiệu quả. Ngoài ra, họ cũng đánh giá cao sự tương đồng về văn hóa và ngôn ngữ, đặc biệt ở các khu vực gần biên giới như Quảng Tây. Sự hứng thú học tiếng Việt từ cộng đồng mạng Trung Quốc, không chỉ để giao tiếp mà còn để hiểu thêm về văn hóa, lịch sử và xây dựng các mối quan hệ cá nhân. Nhìn chung, Việt Nam trong mắt netizen Trung Quốc là một đất nước có ngôn ngữ độc đáo, văn hóa thân thiện và con người siêng năng, tạo nên sự tò mò và thu hút đặc biệt đối với họ.